xin chào các bạn đã quay lại với phần hướng dẫn Groover and Feel của mình. Hôm nay thì ở ngoài trời đang mưa, cho nên là cái âm thanh của mình nói nó có hơi xì xồ một chút xíu. Các bạn thông cảm ha. Rồi, và cũng như các phần trước thì hôm nay là một Groover và một câu Feel 16 nốt. Các bạn vừa xem mình đánh qua vừa rồi. Như thường lệ thì mình vẫn để phần nhạc demo ở dưới phần mô tả của video, và mình đã tắt sẵn trống đi rồi. Chỉ còn nhạc đệm thôi, để các bạn có thể download về và tập luyện thêm với trống như cái đoạn đầu mình vừa đánh. Còn bây giờ mình đi vào xem Groover hôm nay có gì nha. Rồi, Groover hôm nay cái tab của nó sẽ đọc như thế này nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh chậm để cho các bạn quan sát cái tab bên dưới nha. Ok, vừa rồi mình vừa đánh chậm cho anh em xem và quan sát cái tab ở bên dưới. Và bây giờ mình sẽ đánh cái Groover này ở tempo 115. Ok, vừa rồi là Groover ở tempo 115 nha các bạn. Và bây giờ là tới câu Feel. Câu Feel này cũng khá quen thuộc đúng không các bạn? Vẫn dùng 4 cái chùm 4, 16 nốt. 1EN, 2EN, 3EN, 4EN, 1. Bây giờ mình sẽ đánh chậm câu Feel này. Các bạn sẽ quan sát cái tab mình để bên dưới và quan sát cái vị trí của nốt trống. Ok, mình vừa đánh chậm câu Feel 16 nốt. Và bây giờ mình sẽ đánh câu Feel này ở tempo 115. Các bạn quan sát tab bên dưới nha. Ok, như vậy là mình vừa đánh câu Feel 16 nốt ở tempo 115. Câu Feel này có một cái nốt bell. Nốt bell ở trên lá roi gần cuối. Gần cuối câu Feel á các bạn. Thì các bạn có thể áp dụng nó quấn vào những cái lá splat của mình. Đó, những cái lá nhỏ. Chứ không nhất thiết là lúc nào cũng đánh ở trên cái bell của lá roi. Các bạn có thể thay đổi để cho khỏi nhàm chán cái câu Feel của mình, giống như mình đánh demo ở đoạn đầu đó các bạn. Các bạn tập Groover và câu Feel này đều đặn ở tempo 115. Cứ 3 ô các bạn đánh Groover, và một ô thứ tư các bạn dùng câu Feel này để áp dụng vào Groover đó. Mình đánh đi đánh lại nhiều lần thật là nhuần nhuyễn, và sau đó mình có thể ghép với cái đoạn nhạc mà mình chia sẻ cho các bạn ở dưới phần mô tả.
Bên cạnh đó các bạn có thể vào phần playlist của mình, có phần play along. Các bạn mở lên và cũng đánh theo chu kỳ là 3 ô groover và 1 ô fill. Trên clip thì mình để click và chỉ số rất là rõ ở trên màn hình. Các bạn có thể vào đó để tập. Rồi, video hôm nay mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích cho bạn bè, đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Rồi, ok, cảm ơn. Bye bye các bạn.